Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về set 3Z Bonbis. Cái set này anh em yêu cầu cũng khá là nhiều nên mình quyết định là cho nó lên TV. Tại vì cái set này nó cũng khá là mới, một bé đầu tiên. Rất là mới luôn đi, tại vì cây credit Bonbis nó chưa có bán ra. Mấy cái đồ của mình thì được VNG add vào sớm một tí. À, được trải nghiệm đồ trước. Rồi. À, lao lên này. Rồi, thôi xong. Lao lên thì lao lên luôn, chứ đừng có lùi lại. Lùi lại là xác định thôi. Hello NST. Hay lắm. Rồi, AB này không biết có thằng nào không. Cứ spam check. Đấy, thằng nào lao ra là ăn đạn thôi. May mắn anh em ạ. Úi dồi, mít rồi. Đấy, mít một phát thôi là thằng TMP nó ăn luôn. Chán thế. Vâng thôi, chúng ta sẽ cùng ăn nốt thằng cuối. Úi dồi ôi, không ăn được. Thật là hư cấu. Mùa bọn này rộng ấy nhở. Vâng, pha đấy mình chỉ ăn được 2 kill. Tiếc thế. Nhân vật mình mang theo đó là Sonoko. Sonoko thì nó tăng độ deadplay của súng rifle thôi, nó không có tăng ở bên sniper. Đấy, các bạn thấy tăng không ạ? Úi dồi. Vẫy rùa. Vâng, mình chỉ góc nhìn cho các bạn xem. Đấy, các bạn ấn vào cái nút tầm nhìn thì các bạn có thể chỉnh gần xa. Đấy, vẫy rùa như thế thôi. Ok, cái pha đấy đang chỉnh thì thằng kia nó lao vào cái ống kính. Thế là bạn ấy được lên TV. Anh em ơi, lung linh là lên luôn nào. Úi dồi, nhìn thế. Vâng, gắt quá. Mày ăn được 4 kill rồi à? Cái xe súng này thì bắn nó rất là sướng. Cái tầm nhìn thì mình không biết là nên chỉnh như thế nào là vừa mắt. Rồi nên mình chỉnh như thế này đi. Đấy, chỉnh gần quá thì nó không có bao quát được tầm nhìn. Còn chỉnh gần quá, chỉnh xa quá thì mình thấy nó bắn tốt hơn. Tại vì nó bao quát lắm. Vẫy tầm cũng ok. Đây rồi, đẩy lên đây. Đẩy đi. Đẩy. Đẩy đi. Úi dồi, lấp lấp à. Úi dồi, sợ kìa. Sợ lục kìa. Rồi tương flash vào để cong lên đây này. Này thì cong lên. Bố mày cũng có flash nha. Rồi. Ôi, hết đạn. Này đi. Ý. Tự nhiên. Sấy bừa à. Mù rồi. Có biết đường nào mà sấy đâu. Kinh. Có cái gì đâu mà kinh. Hai thanh niên đẩy lên. Sợ đấy chứ. Mà là thật. Cầm rifle lại sợ. Súng lục. À, nó rớt súng nữa. Hay lắm. Mình cứ tưởng là nó đi vào cái khu vực hẻm A thôi. Thiệt thế. Vâng, một pha kinh không chuẩn xác đã làm mình sơ mặt lờ. Thực sự cái pha đấy mình cứ tưởng là nó chạy sang thôi. Chứ nó mà rớt xuống nước mình biết ấy thì thằng đấy nó chết dưới nước ngay rồi, nó không để nó bắn được mình đâu. Hay thật, xàm chết mắc xàm. Vâng, ăn được một mình một cái cho thanh niên vui lắm này, vui vờ lấy. TMP sấy không chết kìa, có hư cấu không vậy? Thanh niên vẫn AFK, vẫn tỉnh. Rồi, báo AFK nhà một đi. Rồi, vâng, qua ăn AFK đi mà. Liếm luôn hai thằng, định mệnh ghê vậy. TMP nó liếm sạch. Rồi, lấp. Còn đúng 5 tiết. Lũ hàm. Sorry bro. Vâng, mình kích thích cái lòng là kiên nhẫn của các bạn ấy. Rồi, không được rồi. Không chơi snip nước dưới với bọn này. Chúng ta sẽ qua hẻm B. Có khi lại cong lên hẻm B để ăn thêm mạng. À, cái gì đây? Nước này. Úi rồi. Đâu rồi? Cái định mệnh. Thằng này nó đi trốn không người vậy. Từ từ tôi bán này, từ từ thôi.
cho mình ăn với, rồi thụt về kìa. Xấy đi, xấy đi, xấy đi. Đấy. Đâu rồi, từ từ cho mình ăn với. Đâu rồi, bình tĩnh xem nào. Trong B92 nó cầm snip nó giã một phát chết rồi. Cần gì mà báo. Quay thật. Thì nhìn TMP. Ok, hôm nay chúng ta sẽ gặp clan Việt Nam Japan. Đúng phải ổng kén lửa rồi các bạn ạ. Toàn level cao với VIP cao thôi. Gắt thế. Mình bắn thì gà làm sao chơi đấy. Đầu hàng thôi. Hay là gà chơi dao nhở. Không sao, chúng ta sẽ bắn cố gắng một tí. Sợ gì. Rồi ok. Mình đang chuyển sang nhân vật ES rồi. Cho nó có thể kháng flat. Chứ mà cầm con Sonoko nó không có tác dụng gì với lại Snip. Nó kiểu vô dụng ấy. Cầm làm màu thôi. Nó không có tác dụng gì. Mình sẽ đi lên khu vực cao A để chết xem thằng nào thể hiện thái độ lồi lõm ở cái khu vực này. Đâu rồi, không thấy thằng nào ra đứng hổ báo hết. Thế thôi. Ồ, khói nhiều thế. Ứng đáp khói rất là nhiều ở khu vực mid. À, cái định mệnh lúc mình đi thì lại nó lại ra. 720 không bằng 1 hình. Chán thế. Ra đi, ra đi, ra đi. Úi dồi, la ra kìa. Rồi, mình snip. Không trúng. Ra này, úi dồi. Vẫn không trúng anh em ạ. Vâng, nó biết là mình gà nên thể hiện thái độ lồi lõm rất là nhiều. Cứ ra vào liên tục thôi. Ra vào liên tục này. Tự nhiên cầm cung. Thấy mình snip không trúng là cứ chạy ra chạy vào. Rồi không có. Không biết là không có hay không. Nhưng nó không lòi ra lòi vào thì thì nhiên. Rồi hai thiên nhiên nằm xuống. Rồi nằm xuống tận 4 người. Và clear luôn. Đơn giản như đan rổ nhờ. Đùa. Sao ăn dễ vậy. Mình thấy bắt đầu có cảm giác hư cấu đâu đây. Chắc là lúc đầu mấy thiên nhiên kia thả thính thôi. Lần sau sẽ là bật kèo. Mình chắc là như thế. Tại vì mình bắn bình thường mình cũng hay gặp như thế lắm. Nhưng người ta là sấp mặt không à. Nếu mà thả thính như thế. Ê, để xem thiên nhiên này có còn lên đây lồi lõm với mình nữa không. Vui đấy. Ý cung kìa. Thôi. Cái thì mệnh cầm cung đi lên luôn ạ. Rồi. Chết. Thì nhiên. Đi lên làm cái gì thế không biết. Để mình ăn cho. Chết luôn và thông báo khu vực cao A có người. Mình biết ngay rồi. Đấy. Lại lòi ra lòi vào. Ý thì nhiên. Rồi từ từ á. Bình tĩnh. Không nên đủ với lại cung. Ra đi. Mình đợi bạn hơi lâu. Vì phải quyết tâm giết được thằng này mình mới đi xuống A được các bạn ạ. À đi xuống mic. Tại vì thằng này có thể đi lên móc tụi mình được. Không xong rồi. Sao lại chết hết thế kia. Ui dồi, đùa tiêm bi. Ui dồi, hết đạn rồi. Này thì một bé 47 tiết. Á à, thằng này yếu rồi. Chơi luôn. Lung linh. Biết ngay mà. Thằng này nó sẽ đẩy lên. Mình đâu sai đâu. Mình phải ăn được cái thằng đấy. Còn không ăn được thì nó sẽ đẩy lên khi mà mình di chuyển sang chỗ khác. Mình đâu sai đâu. Cái định luật là nó như thế mà. Rồi. Nó bắt đầu chat lên đến ST rồi. Nó bật kèo là nó chat rồi. Chứ lúc mà nó chưa bật kèo thì nó không dám chat đâu. Đấy, từ từ đã. Anh em mình bắn kiểu gì nhở? Sao để chết hết nhanh quá. Bình tĩnh thôi, bắn là phải ăn được. Từ từ, từ mình sẽ nuốt cái thằng này. Phải nuốt được cái thằng này mình mới mới ra chỗ khác được. Chứ không thì không thể ra được. Hồi xin nè. Bình tĩnh bạn này, đừng để chết. Thằng này chuyên móc HL ấy. Để xem nó sẽ lồi lõm với mình được bao lâu.
bắn với team hay thì nó phải như này thôi anh em ạ, nó không thể là hổ báo lên ăn nhanh được, nhanh gọn được, bình tĩnh cam các kiểu bắt người. Mình phải bắt được cái thằng này, chắc chắn là nó ở trên cao A thế luôn. Úi dồi ôi, bị snip chết kìa. Rinh ơi là Rinh, làm cái gì bên đấy? Ê, lao ra này, rồi chúng ta sẽ đi vào khu vực cao mid để xem ai snip chết thế như này. Đúng rồi, ảo thật. Vờ lời. Vâng, cái quả đấy thanh niên kia báo cho mình là snip hồi sinh mắc ảo, nhưng mình muốn chết xem nó ảo cỡ nào. Mình chưa thấy mà nó snip chết mình rồi. What the fuck? What the fuck? Chưa thấy nhá. Mình còn chưa thấy ở khu vực dưới kia luôn. Còn phải bước ra thêm một hai bước nữa thì mình mới thấy được. Mà thanh niên kia đã snip chết mình rồi. Ảo vãi nồi, đục tường à? Quả đấy làm gì có đục tường. Vô lờ thật. Rồi TMP kìa, TMP người ta bắn hơi gà. À đâu, chết một thằng rồi kìa. Bắn yếu luôn. Vãi thật. Nãy mình solo, mình còn ăn được mà. Vô lờ cầm lục ăn được đua TMP. Gắt. Rồi thua rồi, các bạn thấy không ạ? Bị bật kèo kìa. Lúc đầu nó thả thính thôi, lúc sau nó thủ cứng lắm. Bọn này tụi nó thủ mắc sâu thì khó mà ăn được. Nhưng không sao, tụi mình sẽ quyết tâm. Quyết tâm. Đấy, full B. Vào đi, snip cover cho. Thằng nào lao ra là sấp mặt L. Không có ai, đi thôi. À, bên này. Úi dồi ôi, sọ kìa. Giơ súng ra này, để lộ một số bộ phận trên cơ thể là mất ngay nhá. Rồi hết, clear. Clear, đặt bom đi, đặt bom đi. Úi dồi, TMP này đi vào như một vị thần ý. Vâng, bạn cứ tưởng bạn là ấy là như kiểu siêu nhân ý. Đi vào là thằng đấy, thằng đấy phải chết. Snip ở đây. Đua TMP tuổi gì? Hồi xin. Hồi xin à? Có thật không? À đúng rồi, hồi xin nó ném bom vào kìa. Bắt đầu ném bom vào. Đi vào, úi dồi ôi, cái quả đấy mình không ăn được kìa. Thằng kia nó nhìn quá. Nó nhấp sẵn mà. Đi vào là chết ngay. Có nguyên một mả đạn được tương vào liên tục. Và có một cây snip luôn chờ đợi. Thế là bạn ấy nằm xuống thôi. Snip mà không ăn kịp mà. Gắt VL. Đấy, bắn ấy như thế mà cũng còn không clear được team bạn thì nó quá khó chơi. Mình tiếp tục lại lên cam khu vực cao A để bắt cái thằng bắn cung này. Bây giờ nó sợ rồi, nó không dám lao lên nữa. Thì chúng ta sẽ đi theo đồng đội qua khu vực B để cover. Đấy, B mà cầm snip cover nó bá lắm. Rồi nằm xuống. Sẽ nằm xuống sau nhiều thế, từ từ thôi. Đừng nằm xuống hết. Hay quá. Giết sạch rồi. Mình đi theo hơi muộn. Rồi, đi luôn.